Nguyễn xin mến chào tất cả quý anh chị và cô chú ạ. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đứng trên một cái con đường rất là rộng luôn nha quý anh chị. Và cái căn nhà hôm nay là chúng ta có thể là đi xe tải đến nơi luôn ha. Vị trí thì ngay khu vực của đường Tập đoàn 2, nó chỉ cách ngã ba Tân Kim đi vào bên trong căn nhà chỉ tầm khoảng 600-700 mét thôi quý anh chị. Và những quý anh chị nào ở các quận trung tâm như là quận 7 nè, quận 8, quận 4 nè, đi xuống căn nhà này chỉ tầm khoảng 30 phút thôi. Đó thì cũng rất là gần ha quý anh chị. Cái vị trí nó rất là gần luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị xem video nhiều của Lộc Nguyễn á thì quý anh chị sẽ nhận biết được Lộc Nguyễn sẽ bán những cái căn nhà nó ngay phân khúc đâu ha. Thì Lộc Nguyễn chuyên bán nhà ở quận 8 nè, Bình Chánh nè, khu vực quốc lộ 50, cầu Ông Thình, ngã ba Tân Kim thì Lộc Nguyễn bán nhiều nhất nha quý anh chị. Thì khu vực này á, tầm giá nó rẻ nè, dưới 2 tỷ, dưới 1 tỷ rất là nhiều. Nên những cái căn nhà mà đang nằm chung diện quy hoạch giải tỏa ở các quận trung tâm như là cầu Chánh Hưng nè, dọc kênh Tàu Hủ nè, đang giải tỏa 5.000 dân á quý anh chị. Đó thì cầm trên tay 1 tỷ 2, 1 tỷ rưỡi á, thì không thể nào mua được nhà sổ hồng riêng ngay khu vực của quận trung tâm rồi. Thì đi xuống ngã ba Tân Kim thì Lộc Nguyễn rất là nhiều sản phẩm giá tầm 1 tỷ rưỡi là đã có sổ hồng riêng rồi nha quý anh chị. Thậm chí là 1 tỷ 2 những căn nhà ngọt cũng có luôn. Và hôm nay là Lộc Nguyễn giới thiệu một cái phân khúc giá cực kỳ rẻ cho quý anh chị cập nhật. Cái mẫu nhà này với mức giá là 890 triệu thì quý anh chị thấy có phù hợp với tài chính mình thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để chúng ta đi xuống tham quan thực tế trước nha. Và cái vị trí này là đường xe hơi chúng ta di chuyển đến nơi. Và cái căn nhà mái bằng này rất là đẹp không quý anh chị, với cái tông màu xám và tông màu trắng, diện tích là ngang 3m3, sâu vào 12m. Nhà chúng ta được thiết kế là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Cái sàn nhà nào quý anh chị nó cao hơn so với mặt đường nào quý anh chị đó, nên á rất là cao ráo và ở đây tuyệt đối là không có ngập nước nha, nên quý anh chị yên tâm. Rồi khi mà đi vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái cánh cổng. Cổng chúng ta là được sơn tĩnh điện với cái tông màu xám nào quý anh chị. Đó, rất là chắc chắn và an toàn ha. Nhà chúng ta có sân đó, thì chúng ta đậu xe rất là thoải mái nha quý anh chị. Ở trên đây nè, đó là mái che ra cho quý anh chị luôn, nên tuyệt đối là không có cái vụ mà nước mưa tạt vào bên trong nhà nha. Cái khu vực ở phía cái khoảng sân này á, thì Lộc thấy là nó rất là rộng. Mình có thể đậu được tầm 3 đến 4 chiếc xe máy luôn. Và ở đây có một cái vòi nước cho quý anh chị nữa nè. Đó, để thuận tiện để chúng ta vừa rửa xe hoặc là quý anh chị nào mà trồng cây á, chúng ta tưới cây thì cũng khá là thuận tiện và hợp lý không quý anh chị. Tường ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị. Cái nhà này á, với cái phân khúc giá rẻ nhưng mà nhà đẹp quý anh chị. Đó. Rồi, cửa chúng ta là cửa bốn cánh nè, rất là nặng tay khi Lộc Nguyễn di chuyển nè, được sơn tĩnh điện với cái tông màu xám ha. Và đặc biệt chủ nhà rất là tinh tế khi làm một cái rèm cửa cho quý anh chị luôn nè, từ khu vực tầng trệt cho đến từng lầu một cũng có luôn. Đó, nên quý anh chị về, quý anh chị không có cần làm thêm nha. Rồi, đi vào bên trong cái khoảng không gian này thì Lộc Nguyễn cảm giác rất là ấm cúng. Khu vực này nó rộng, rất là rộng luôn quý anh chị ơi. Đó thì dưới sàn của chúng ta được được ốp gạch đó, cũng khá là đẹp, gạch giả gỗ ha. Đó, rồi xung quanh thì được sơn với cái tông màu trắng. Rồi trên trần nè, trần là trần dự cấp, xung quanh là có đèn led rất là nhiều luôn. Chính giữa có một cái đèn chùm cho quý anh chị luôn ha, trần dự cấp với cái tông màu vàng. Ở đây chủ nhà rất là tinh tế khi lắp một cái quạt cho quý anh chị nè. Đó, rồi hai bên tường có đèn tiếp hai luôn ha. Rồi cái khu vực bếp, đi xuống bếp đó quý anh chị, nó sẽ cao hơn so với cái trước khu vực phòng khách ha. Một cái nhà này rất là thích hợp cho một cái cặp vợ chồng hai đứa con ở thì khá là hợp lý quý anh chị. Chỉ có 890 triệu thôi thì quý anh chị hãy nhanh tay lên, nhấc máy lên, gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua số hotline phía trên màn hình để đặt lịch đi xuống xem quan tham quan thực tế ha. Đó, cái khu vực bếp thì khá là ấm cúng luôn. Ở đây thì thiết kế một cái tủ bếp dưới nè, ốp đá granite cho quý anh chị luôn. Ở phía trên thì ốp gạch rất là cao nên mà khi nấu nướng á, có lỡ văng dầu mỡ lên á, thì cũng có thể là dễ lau chùi hơn nha quý anh chị. Ở đây làm hai cái bồn luôn nè, đó để chúng ta thuận tiện vừa rửa rau rửa chén. Bên đây thì đủ để một cái bộ ghế bàn ăn chúng ta và rất là nhiều ổ cắm điện để cho chúng ta xài những thiết bị điện ha. Rồi anh chị ơi, hãy nhấn cho Lộc một nút đăng ký để luôn là người nhận được những cái video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn đi quay mỗi ngày để gửi đến cho quý anh chị ha. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị bước lên trên lầu 1 thì chúng ta tham quan cái căn phòng ngủ phía trên ha.
Vừa rồi thì anh chị và cô bác cũng đã tham quan qua hết từng ngóc ngách ở phía dưới tầng trệt rồi. Bây giờ Lộc Nguyễn sẽ di chuyển lên trên lầu cho quý vị tham quan nha. Khu vực cầu thang của chúng ta nó khá là dễ đi nha quý anh chị. Và các bậc thang nó được ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi nè. Đó, nên chúng ta đi nó sẽ rất là mát chân. Tay vịn chúng ta được thiết kế lần được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe ha. Ở phía đây nó có một cái đồng hồ rất là đẹp luôn, hình con công nhằm mang lại sự may mắn cho gia chủ chúng ta khi sở hữu nhà này nha quý anh chị. Ở phía đây có một cái đèn ngủ nè. Cái trần nhà nó khá là cao nha quý anh chị, và đã làm việc cấp ở phía trên được sơn với cái tông màu vàng rất là đẹp và sang trọng luôn. Ở trên lầu 1 của chúng ta nó sẽ có hai khu vực phòng ngủ. Đầu tiên Lộc Nguyễn cho quý anh chị tham quan căn phòng ngủ này ạ. Một cái căn phòng ngủ rất là thoáng với một cái ô cửa ở phía trên nè. Và bên trong là quý anh chị rất là rộng, và căn phòng ngủ này thích hợp để cho gia đình mà có hai vợ chồng hai đứa con, chúng ta con cho con em chúng ta ngủ ở trong đây thì khá là hợp lý ha. Trần nào quý vị, trần là có một cái điểm xuyến hình chủ nhật rất là đẹp với cái tông màu vàng ha. Cửa chúng ta được làm bằng chất liệu là cửa gỗ, cách âm rất là tốt nha quý anh chị. Sàn gạch của chúng ta được ốp bằng gạch giả gỗ rất là đẹp nha. Và đây là một căn phòng vệ sinh siêu rộng luôn quý anh chị, cũng có trần xung quanh được tô điểm thêm những cái tông màu vàng rất là sang trọng luôn. Tường chúng ta được ốp gạch lên tới trần không quý anh chị. Rồi những cái thiết bị cơ bản cho một căn phòng vệ sinh nè, vòm cầu lambo vòi sen phía dưới là được ốp gạch chống trơn trượt cho quý anh chị luôn. Tiếp theo là căn phòng thứ hai. Căn phòng này nó hướng ra phía ban công. Căn phòng này thì nó rộng hơn căn phòng đầu tiên nha quý anh chị, đủ để cho quý anh chị để một cái giường ngủ, một cái tủ đựng quần áo cũng như là một cái bàn trang điểm ha, rất là đẹp. Và nhà này nó được làm sẵn những cái rèm cửa như thế này cho quý anh chị che nắng ha quý anh chị. Và một cái ban công bé bé xinh xinh ở khoảng không gian này. Đó, rất là thoáng nha quý anh chị. Từ vị trí này mà quý anh chị đi ra ngay đường tập đoàn 2 á, chỉ tầm khoảng 100m à, và chúng ta di chuyển ra ngã ba Tân Kim tầm khoảng 500m thì cũng khá là gần để cho quý anh chị di chuyển lên các quận trung tâm như là quận 8, quận 7, quận 4 nha. Rồi, và bây giờ Lộc Nguyễn sẽ di chuyển đi xuống khu vực tầng trệt, thống kê chi tiết là một lần nữa cho quý chị nắm thông tin và báo giá đầy đủ cho quý chị căn nhà này với mức giá là bao nhiêu nha. Anh chị ơi, thì trong suốt thời gian vừa qua thì Lộc Nguyễn dẫn khách đi rất là nhiều và được sự phản ánh của quý ông bà, quý cô chú về tình trạng là sale ảo, sale không đúng sự thật. Thì để tránh mất thời gian của quý anh chị thì những cái video nhà đất Lộc Nguyễn quay đều báo giá ở cuối video hết. Nên quý anh chị nào mà không có thời gian thì chúng ta cũng có thể là tua xuống cuối video để chúng ta xem được cái giá đúng nha, giá đúng là bao nhiêu. Đó, nên quý anh chị yên tâm đi xem với Lộc Nguyễn là đúng nhà, đúng giá, không có phát sinh thêm chi phí nào hết. Và không có chuyện là xem nhà thì sẽ có phí nha. Bên Lộc Nguyễn thì hoàn toàn miễn phí, nên quý anh chị yên tâm. Hoặc là những quý ông bà cô chú nào cần sang nhượng nhà thì Lộc Nguyễn đều quay miễn phí cho quý anh chị ạ. Không lấy tiền của quý anh chị khi mà chưa có giao dịch thành công nha. Giao dịch thành công thì bên chủ nhà sẽ gửi tiền cà phê cho Lộc Nguyễn, nên quý anh chị yên tâm, quý anh chị sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào hết ạ. Trước khi chúng ta mua nhà ha quý anh chị. Rồi, và đây là một cái căn nhà rất là hợp lý cho một cặp vợ chồng chúng ta vừa mới ra riêng ha, chỉ có 890 triệu thôi. Nhà chúng ta thì diện tích ngang 3m3, sâu vào 12m, một trệt một lầu, có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Vị trí là trong đường tập đoàn 2 đi lên các quận trung tâm như là quận 8, quận 7, quận 4, quận nhất theo trục đường quốc lộ 50, chỉ tầm khoảng có 30 phút thôi quý anh chị. Hãy nhanh tay lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua số hotline phía trên màn hình để đặt lịch và đi xuống tham quan thực tế một cái căn nhà tuyệt vời như thế này nha quý anh chị. Không có giá này ở khu vực trung tâm nha.
chỉ có khu vực ngay kênh của nhà đất Lộc Nguyễn Review thôi. Thì quý anh chị hãy tận dụng thời điểm này để chúng ta đi xuống mua được với giá 890 triệu nha quý anh chị. Nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.